Ngày 3 tháng 5, tại thành phố Lào Cai, Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với đơn vị quản lý chương trình của Chính phủ Úc, đơn vị tư vấn kỹ thuật CEHS, Mark KDC, tổ chức hội thảo tổng kết chương trình nâng cao nhận thức về HIVS và mua bán người. Đây là một trong những nội dung thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại Lai Châu, Yên Bái và Lào Cai. Chương trình do Chính phủ Úc tài trợ được triển khai từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại 32 xã thuộc 7 huyện của 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Theo đánh giá, sau khi kết thúc chương trình, đã có trên 34.000 người dân địa phương được truyền thông trực tiếp về cách phòng tránh lây nhiễm HIVS và phòng tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Cụ thể là ở các nhóm phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi, trẻ em trong các trường học, công nhân xây dựng, các cơ sở dịch vụ, nhà nghỉ, quầy thuốc, nơi có các tuyến đường được đầu tư kết nối đi qua. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư trong vùng, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao, hiểu biết về bệnh, cách nhận biết, thủ đoạn của tội phạm và kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc có nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Dự án đầu tư xây dựng hai tuyến đường, tuyến 1 kết nối từ Lai Châu đến cao tốc Nội Bài Lào Cai có chiều dài 47 km. Tuyến 2 kết nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai có chiều dài khoảng 53 km.